Về mẫu mã đương nhiên Hilux không thể nào so sánh với Ford Ranger rồi. Nhưng còn cái phần động cơ thì sao? Nó cũng phải được bảo dưỡng định kỳ hết nha các bạn. Kể cả Toyota Hilux trâu bò bền đến chừng nào thì chạy một thời gian nó cũng sẽ đóng carbon hỏng nạp dây cui. Nhiều lúc á mình cảm giác á là nó dày hơn cả Ford Ranger nữa. Mấy con Hilux đời mới mới bị nha, tầm 2019 gì đó, 20 21 gì đó thì nó mới bị. Mấy con đời cũ hơn thì nó ít dơ rất là nhiều. Tuy nhiên nhìn chung á, cái động cơ của Toyota là chắc chắn nó bền hơn Ford, không thể chối cãi rồi. Ý mình muốn nói á, là cái việc đóng carbon hậu nạp này nè là nó không riêng gì Ford Ranger mới bị, mà tất cả các dòng xe máy diesel đều có thể bị hết. Nó không thể hiện là một chiếc xe bền hay không bền, nó chỉ là tiêu chuẩn khí thải mà thôi các bạn. Tiêu chuẩn khí thải Euro 4, Euro 5 đều bị, và nó bị rất là nặng như các bạn thấy đó. Nó đóng gần như bít luôn cái hộc nạp, không thấy luôn cái súp bắp nạp. Xe chạy từ từ nó yếu, ra khói, rần, ồn. Là mình biết rồi đó, mình phải đi tiến hành vệ sinh tầm 60.000 đến 80.000 km là một lần. Có thể là sớm hơn luôn á, 40.000 cũng có thể bị rồi. Phương pháp vệ sinh á là bắn trấu hoặc là bắn đá khô. Tuy nhiên nếu mà xe nào bắn trấu được thì nên bắn trấu, tại vì nó sẽ sạch hơn bắn đá khô nha. Rõ ràng rồi, hiệu quả không thể nào chối cãi, sạch như zin. Lúc này rồi bạn có thể thấy rõ được cái hộc nạp rồi đó, thấy được cái súp bắp nạp luôn rồi đó. Lúc trước là nó bít kín bít à, đâu nhìn thấy được gì đâu. Mấy cái chi tiết khác của cái đường gió nạp cũng được vệ sinh sạch sẽ luôn, tăng cường cái hiệu suất của động cơ, khôi phục lại cái hiệu suất giống như là ban đầu vậy đó. Do đó các bạn chạy Hilux hay là Fortuner cũng nên chú ý vấn đề này nha.